sách sử ký nhất. Giới thiệu sách sử ký nhất và hai ghi lại những biến cố trong sách Samuel và các vua, nhưng theo một quan điểm khác. Có thể nói mục đích của sử ký gồm có hai phần. Một, mặc dù cả hai vương quốc Israel và Juda đều gặp nhiều tai họa, Đức Chúa Trời vẫn thành tín giữ những lời hứa của Ngài. Chúa vẫn hành động thực thi chương trình của Chúa cho dân Ngài qua những người sống ở Juda. Trong quan niệm đó, trước giả chú trọng vào những thành quả lớn lao của vua David và Salomon, cùng những cuộc cải cách của các vua Jehoshaphat, Ezechia, Josiah. Đồng thời chú trọng vào những người vẫn trung tín với Đức Chúa Trời. 2. Mô tả nguồn gốc việc thờ phượng Đức Chúa Trời nơi đền thờ tại Jerusalem và tổ chức của các thầy tế lễ, người Lê-vi trong việc phụng vụ Đức Chúa Trời. Vua David được coi là người sáng lập các nghi lễ thờ phượng tại đền thờ, mặc dù vua Salomon là người xây đền thờ. Bố cục 1. Gia phả của các chi tộc Do Thái, đoạn 1:1-9:44. 2. Vua Saul và các con tử trận, đoạn 10:1-14. 3. Cuộc trị vì của vua David, đoạn 11:1-29:30. A. Những khó khăn và thành tích, đoạn 11:1-22:1. B. Chuẩn bị cho việc xây đền thờ, đoạn 22:2-29:30. Sử ký nhất, chương 1. Danh sách các tổ phụ: Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalale, Yeret, Henoch, Methuselah, Lemet, Noe, Sem, Cham, Japhet. Các con trai của Japhet là Gome, Magog, Madai, Javan, Tuban, Mesit và Tiran. Các con trai của Gome là Ashkena, Diphat và Togama. Các con trai của Javan là Elisha, Taresi, Kittim và Jodanim. Các con trai của Cham là Mitraim, Phúc và Canaan. Các con trai của Cúc là Seba, Havila, Sapta, Raema và Sapteka. Các con trai của Raema là Seba và Dedan. Cúc sinh Nimrod, người trở thành dũng sĩ đầu tiên trên đất. Mitraim sinh Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim, Phatrusim, Cách Luhim, từ người có dân Philistin và Captorim. Canaan sinh Sidon là trưởng nam và hết Jebusit, Amorit, Girgashit, Hevit, Arekit, Sinit, Avadi, Semarit và Hamatit. Các con trai của Sem là Elam, Asur, Abaksak, Lut, Asam, Uxer, Huler, Gete và Mesit. Abaksak sinh Selach, Selach sinh Hebe, Hebe sinh hai con trai, một đứa tên là Belet vì vào thời này đất đã bị phân chia, đứa kia tên là Joktan. Joktan sinh Amodad, Selep, Hasamavet, Yerach, Hadoram, Usa, Dikla, Eban, Abimael, Sheba, Ophir, Havila và Jobab. Tất cả những người đó là con trai của Joktan. Sem, Abaksak, Selach, Hebe, Belet, Jehu, Seruk, Nako, Thare, Abraham tức là Abraham. Các con trai của Abraham là Isaac và Ishmael. Đây là dòng dõi của chúng. Con trưởng nam của Ishmael là Nebajot, kế đến là Kedar, Akbeten, Mibosam, Mitba, Duma, Masa, Hadad, Thema, Jethu, Nafit và Ketma. Đó là các con trai của Ishmael. Các con trai do Ketura, vợ nhỏ của Abraham sinh
Simram, Dốc San, Medan, Madian, Dích Bác và Suách. Các con trai của Dốc San là Sheba và Dedan. Các con trai của Madian là Epha, Ephê, Hanok, Abida và Enda. Tất cả những người này là con cháu của Keturah. Abraham sinh Isaac. Các con trai của Isaac là Esau và Israel. Các con trai của Esau là Elipha, Reuel, Jeuk, Jalam và Korah. Các con trai của Elipha là Theman, Oma, Sephi, Gatham, Kena, Thimna và Amalek. Các con trai của Reuel là Nahat, Serach, Shamma và Mitsa. Các con trai của Seir là Lothan, Soban, Sibeon, Anna, Dishon, Exe và Dishan. Các con trai của Lothan là Hoji và Homan. Thimna là em gái Lothan. Các con trai của Soban là Alian, Manahat, Eban, Sephi và Onam. Các con trai của Sibeon là Aya và Anna. Con trai của Anna là Dishon. Các con trai của Dishon là Hamran, Esban, Yitran và Keran. Các con trai của Exe là Binhan, Savan và Yaakan. Các con trai của Dishan là Uxơ và Aran. Đây là các vua cai trị vùng Edom trước khi một vua nào trong các vua Israel trị vì. Bela, con của Beo, tên của thành Dinhaba. Khi Bela chết, Yobab, con trai Serach, người bốc ra, kế vị. Khi Yobab chết, Husam, người xứ Theman, kế vị. Khi Husam chết, Hadad, con trai Bedad, kế vị. Vua này đánh bại người Madian tại đồng Moab. Thành của người tên là Avit. Khi Hadad chết, Samla, người Mazeka, kế vị. Khi Samla chết, Saulơ, người Rehoboth thuộc vùng sông, kế vị. Khi Saulơ chết, ba anh Hanan, con trai Hạc Bồ, kế vị. Khi ba anh Hanan chết, Hadad kế vị. Tên thành của người là Phai, vợ người tên Mehetaben, con gái của Masret, cháu của Mesahab. Sau đó Hadad cũng chết. Các trưởng tộc của Edom là trưởng tộc Thimna, trưởng tộc Alia, trưởng tộc Yetet, trưởng tộc Oholibama, trưởng tộc Ela, trưởng tộc Phinon, trưởng tộc Kena, trưởng tộc Theman, trưởng tộc Mepsa, trưởng tộc Magdien và trưởng tộc Isam. Đó là các trưởng tộc của Edom. Sử ký nhất, chương 2, dòng dõi của Israel và Judah. Đây là các con trai của Israel: Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Sabulun, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad và Asher. Các con trai của Judah là Ezer, Onan và Sela. Ba người này do con gái Sua, người Canaan sinh. Ezer là con trưởng nam của Judah, nhưng người này là kẻ ác trước mặt Chúa, nên Ngài cất mạng sống người đi. Tama, con dâu của Judah, sinh cho người Phê-rết và Sê-rách. Các con trai của Judah tất cả là 5 người. Các con trai của Phê-rết là Hết-rôn và Ha-mun. Các con trai của Sê-rách là Simri, Ê-thang, Hê-mang, Canh-đôn và Đa-ra. Tất cả là 5 người. Con trai của Cạc-mi là A-ca, người đem tai họa cho Israel vì đã vi phạm điều cấm kỵ. Con trai của Ê-thang là A-sa-ri. Các con trai của Hết-rôn là Dê-rác-mê-ên, Ram và Kê-lu-bai. Ram sinh Aminadab. Aminadab sinh Nahashon, một thủ lãnh của dân Giu-đa. Nahashon sinh San-ma. San-ma sinh Bo-ô. Bo-ô sinh Ô-bết. Ô-bết sinh Y-sai.
Isai sinh con trưởng năm là Eliab, con thứ hai là Abinadab, con thứ ba là Shimea, con thứ tư là Nathanael, con thứ năm là Radai, con thứ sáu là Osem, con thứ bảy là David. Các chị em của họ là Seruya và Abigail. Ba con trai của Seruya là Abishai, Joab và Asael. Abigail sinh Amasa, cha của Amasa là Jethe người Ismael. Caleb, con trai của Hezron, lấy vợ là Asuba và Jeziot. Các con trai của bà là Jesse, Sobab và Adon. Asuba qua đời. Caleb lấy Ephrat và người sinh Hurơ. Hurơ sinh Uri, Uri sinh Bethsaleen. Sau đó, khi người đã 60 tuổi, Hezron ăn ở với con gái của Maki là cha của Galaad. Hezron lấy nàng làm vợ và nàng sinh Segub. Segub sinh Jairơ, người có 23 thành trong xứ Galaad. Dân Geshurơ và Siri chiếm lấy thành Jairơ và Kenat cùng với các vùng phụ cận gồm 60 thành. Tất cả những người này là con cháu Maki, cha của Galaad. Sau khi Hezron chết tại Caleb, Ephrata, vợ người là Abia, sinh cho người Asur, cha của Thecoa. Các con trai của Jezrahmeel, con trưởng nam của Hezron là Ram, Buna, Oren, Osem và Ahija. Jezrahmeel lấy một người vợ nữa tên là Atara, mẹ của Onam. Các con trai của Ram, con trưởng nam của Jezrahmeel là Maach, Yamin và Eke. Các con trai của Onam là Shammai và Yada. Các con trai của Shammai là Nadab và Abishu. Vợ của Abishuen là Abihai, nàng sinh Akban và Molit. Các con trai của Nadab là Sele và Abbaim. Sele qua đời không có con. Con trai của Abbaim là Yishi. Con trai của Yishi là Sesang. Và con trai của Sesang là Aklai. Các con trai của Yada, em Shammai là Jethe và Jonathan. Jethe qua đời không con. Các con trai của Jonathan là Phelet và Sasan. Đó là con cháu của Jezrahmeel. Sesang không có con trai, chỉ có con gái. Người cũng có một người tôi tớ Ai Cập tên là Yaran. Sesang gả con gái mình cho Yaran, tôi tớ mình, và nàng sinh Atai. Atai sinh Nathan, Nathan sinh Sabat, Sabat sinh Ebla, Ebla sinh Obed, Obed sinh Jehu, Jehu sinh Asare, Asare sinh Helet, Helet sinh Elasa, Elasa sinh Shitmai, Shitmai sinh Shalom, Shalom sinh Jekamia, Jekamia sinh Elishama. Các con trai của Caleb, em Jezrahmeel là Mesang, con trưởng nam, người là tổ phụ của Sip. Và các con trai của Maresang là tổ phụ của Hebron. Các con trai của Hebron là Kora, Tabua, Rekem và Shema. Shema sinh Racham, tổ phụ của Jokeam. Rekem sinh Shammai. Con trai của Shammai là Maon. Và Maon là tổ phụ của Bethsua. Epha là vợ nhỏ của Caleb sinh Haran, Mocsa và Gase. Haran sinh Gase. Các con trai của Gia-đai là Regem, Yothan, Gesang, Phelet, Epha và Sa-áp. Vợ nhỏ của Caleb là Ma-a-ca, nàng sinh Sebe và Tijana. Nàng cũng sinh Sa-áp, tổ phụ của Mac-ma-na. Sheva, tổ phụ của Mac-bena là Gibea. Con gái của Caleb là Aksan. Đây là con cháu của Caleb. Các con trai của Hurơ, con trưởng nam của Ephrata. Soban là tổ phụ của Kiriat Jearim. Sanma là tổ phụ của Bethlehem. Hasep là tổ phụ của Bethgade. Con cháu của Soban, tổ phụ của Kiriat Jearim là Haroe,
và nửa phần dân Menuhot. Các dòng của Kiriat Jearim là Yitrit, Futit, Sumatit và Mitrait. Từ các dòng này có dân Soratit và Estaulit, con cháu của Sanma là Bethlehem, dân Netophatit, dân Arjokbet Joab, nửa phần dân Manahatit và dân Sorit, dòng họ của các giáo sư kinh luật ở tại Jabet và Tiratit, Shimatit và Sukatit. Đây là dân Kenit, dòng dõi của Hamat, tổ phụ nhà Rekab. Sử ký nhất, chương 3. Dòng dõi vua David. Đây là các con trai của David sinh tại Hebron. Amnon, con trưởng nam, mẹ là Ahinoam, người Gitreel. Con thứ hai là Daniel, mẹ là Abigail, người Cạc-men. Con thứ ba là Absalom, mẹ là Ma-a-ca, con gái Tăng-mai, vua vùng Geshur. Con thứ tư là Adonijah, mẹ là Hagit. Con thứ năm là Sephatia, mẹ là Abitan. Con thứ sáu là Yitream, mẹ là Ekla, vợ David. Sáu người con này sinh tại Hebron. David trị vì tại đó 7 năm 6 tháng. Người trị vì tại Jerusalem 33 năm. Đây là những người con sinh tại Jerusalem: Shimea, Sobab, Nathan và Salomon. Bốn người có mẹ là Bathsua, con gái của Amien. Cũng có Giba, Elishama, Eliphelet, Noga, Nefet, Japhia, Elishama, Eliyada và Eliphelet. Tất cả chín người đều là các con trai của David, không kể những người con của các cung phi và Tama là chị em của chúng. Con trai của Salomon là Roboam. Con Roboam là Abiya. Con trai Abiya là Asa. Con trai Asa là Josaphat. Con trai Josaphat là Joram. Con trai Joram là Achasia. Con trai Achasia là Joach. Con trai Joach là Amasia. Con trai Amasia là Asaria. Con trai Asaria là Jotham. Con trai Jotham là Acha. Con trai Acha là Ezechia. Con trai Ezechia là Manasseh. Con trai Manasseh là Amon. Con trai Amon là Josiah. Các con trai của Josiah là Johanan, con trưởng nam. Con thứ nhì là Jehoiakim. Con thứ ba là Sedekia. Con thứ tư là Salum. Các con trai của Jehoiakim là Jechonia và Sedekia. Các con trai của Jechonia, người bị lưu đày là Salathien, Mankiram, Fedaya, Senasa, Jekamia, Hosama và Nedamia. Các con trai của Fedaya là Sorobaben và Shimei. Các con trai của Sorobaben là Mesulam và Hanania. Và Selomi là chị em của chúng. Năm người con khác là Hasuba, Ohen, Berekia, Hasadia và Yusab Heret. Các con trai của Hanani là Pelatia và Isa. Cũng có các con trai của Zephaya, của Aknan, của Obadia và của Sekania. Con trai của Sekania là Semaya. Các con trai của Semaya là Hattuk, Yigan, Bazia, Neazia và Safat, gồm 6 người. Các con trai của Neazia là Elioenai, Ezechia và Azicham, gồm 3 người. Các con trai của Elioenai là Hodavia, Eliashib, Phelaya, Akub, Johanan, Delaya và Anani, gồm 7 người.